Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong đêm nay không khí lạnh tiếp tục dồn xuống nước ta, rãnh mây dông phía trước của không khí lạnh cũng sẽ đẩy sâu hơn xuống phía nam. Vùng ảnh hưởng trực tiếp của rãnh mây dông là các tỉnh Vĩnh Phúc, thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên và Bắc Giang. Khu vực các tỉnh này đêm nay sẽ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa lên tới 30-50mm. Do có mưa lại vừa có tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ đêm nay ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như là Hà Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn và Cao Bằng giảm xuống còn 19-21 độ. Vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm còn 22-23 độ, trời rét nhẹ ở vùng núi và se se lạnh ở vùng đồng bằng. Ngày mai khi mà rãnh mây dông được khí lạnh đẩy xuống miền Trung, các tỉnh miền Bắc sẽ giảm mưa dần, trời khô ráo hơn về chiều và nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ dao động trong khoảng dễ chịu từ 28-30 độ. Đêm nay khí lạnh chưa tác động đến miền Trung, nhưng rãnh mây dông phía trước của nó sẽ ảnh hưởng và gây mưa vừa, mưa to ở khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Đến trưa và chiều mai khí lạnh sẽ tác động đến Nghệ An thì rãnh mây dông sẽ bị đẩy dịch xuống các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Vùng mưa ở miền Trung sẽ mở rộng đến tận khu vực Đà Nẵng. Nhưng khu vực mưa vừa mưa to với lượng 30-50mm vẫn chủ yếu tập trung ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến phần phía bắc của tỉnh Quảng Bình. Các tỉnh thành từ Quảng Trị trở xuống đến Đà Nẵng chỉ là những cơn mưa dông với lượng từ 5-15mm. Nhưng đây lại là vùng có đối lưu mạnh, vì thế mà khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật là rất cao, nhất là ở các huyện vùng núi. Vì thế mà người dân cần hết sức lưu ý đề phòng. Có mưa và tác động yếu của khí lạnh nên nhiệt độ ngày mai ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chỉ dao động trong khoảng từ 28-29 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ trong khoảng từ 30-32 độ. Phần từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ ngày mai vẫn giữ ở mức cao trong khoảng từ 33-35 độ. Mưa dông cũng đã quay trở lại phía Nam, tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và chiều tối ngày mai sẽ có mưa rào và dông ở mức rải rác. Mưa tập trung ở khu vực Tây Nguyên và phần miền Đông của Nam Bộ. Còn nhiệt độ trong ngày mai tại Tây Nguyên sẽ giảm nhẹ, phổ biến trong khoảng từ 29-31 độ. Còn đối với khu vực Nam Bộ, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao trong khoảng từ 32-33 độ. Trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ chịu tác động của khối không khí lạnh từ gần sáng và ngày mai. Gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Mưa rào và dông mạnh kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Đối với khu vực huyện đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, nhiệt độ trong khoảng từ 26-33 độ. Khu vực huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông ở một vài nơi, nhiệt độ trong khoảng 27-33 độ. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.